Em lại xin mến chào tất cả quý vị các bạn đã đến với kênh của Viết Phú. Hôm nay thì em có ở quán Đục Cũ và đây là cái quầy chuyên bán mấy cái nhạc cụ để di động này. Đấy, loa rồi guitar các thứ, rồi trống bát các thứ này. Đấy, rất là nhiều. Em quay hết sức từ từ cho các bác cùng xem. Đấy là nhiều guitar các kiểu. Rồi đây bên này rất nhiều guitar các loại. Trước em có quay loại guitar ngắn này, hôm nay không quay guitar nữa mà đây là loa di động. Hôm nay thì có rất nhiều anh các nhiều bác hỏi loa di động mà em mãi chưa tìm ra, thì hôm nay em mới thấy được ở đây nó bán, thì em sẽ quay một số con cho các bác xem. Đây có rất nhiều con vẫn còn đang còn mới, các bác có thể thấy nó trong túi bóng luôn. Bên này cũng có 3 con đấy, thì em sẽ quay từng con một cho các bác cùng xem. Thứ nhất là quay nhiều bác bỏ comment là quay chậm, thứ hai là đầy đủ thông số cho các bác xem ấy, thì em cũng xin chân thành cảm ơn và sẽ quay chậm chút, nên nhiều bác cũng dục là quay nhanh hơn, nhiều bác quay chậm hơn. Nó thật là nó cũng đáp ứng được tất cả yêu cầu của tất cả các bác thì cũng khó. Nói chung là em cố gắng cân bằng hài hòa nhất thì cả cái yêu cầu, dụ bác bảo nhanh, bác bảo chậm, bác bảo từ từ, bác bảo dục nhanh hơn đấy. Rồi thì đây, đây là con loa di động. Loa này là nó không phải là kéo nhưng mà nó lại có thể là di động được, vì nó trên này nó có ấy, nó có mic đi kèm nữa. Con này thì không có mic đi kèm, nhưng con này em thấy có mic đi kèm đây này. Và này này, và di động này này, đấy, và di động có mic đi kèm luôn. Mic này là mic của ATVKSP Audio Technica nhé, SP707 luôn. Đây là cái loa rời, loa di động của Audio Technica. Con này có mã là đây, Audio Technica viết tắt là AT, ATVKSP707 này. Không có năm sản xuất nữa, không có giá nữa, sản xuất năm 2006. Con này còn bảo hành 6 tháng và có giá là 9 triệu đồng. 9 triệu đồng nha bác. Con này thì có 800 MHz à? Đây thì có giấy hướng dẫn sử dụng này, có dây cắp nguồn và dây cắp AC. Thì xuất lực có 20W thôi. Đây, ngoại lai Mizuno hình thế 800MHz và 20W thì ta gần nhau bác nhỉ. Con này cũng khá đẹp, rất mới, mới khoảng tầm 85-90%, rất là đẹp. Và bên này là một con khác Even. Con này thì không phải là di động nữa rồi, mà dây này thì cũng là như kiểu một con loa toàn giải luôn, có hai đường tiếng, có hai lỗ này như kiểu sắp hơi. Con này thì Even ASP6. Con này với con này là một cặp. Đây, đây là một cặp nhé các bác. Even này, Even này, Pe này, nó có chữ Pe là cặp này, có giá là 5 triệu hơn tí, à bao nhiêu, hơn 5 triệu. Con này thì không có năm sản xuất nữa, cũng không có cái giá mới của nó, thì còn giá cũ bây giờ là 5 triệu thôi, bảo hành 6 tháng, xuất lực 80W một cái. Còn bên trái này là 200W cơ, kinh thế à, bát này có 15 mà. 200W. Bên LF là bên trái, HF là bên cao này 80W nữa. Gì? Đây trên. Không phải. 80W. Đường tiếng bên đường cao này 80W, đường tiếng bên trái này là đường thấp bên trái 20W. Bây giờ ghê vậy, 200W ghê vậy. Và hai cái lỗ hơi. Cũng rất là đẹp. Giá 5 triệu. Đây, quay phía sau cho bác xem. Còn bên này là mấy con của Alesis ProLine 720DSP. Con này thì cũng mới, rất mới, tầm 90-95%. Con này thì bắt nút điều khiển nó đây. Con này thì
là như kiểu là, ôi trời, khá nặng đấy nhỉ. Phần này chắc là để em xem nó phải di động được không, vì nó có các cái nguồn cắm ở phía sau này, dây chạc ở phía sau này, không phải là, không phải là di động không, hay là loa để các cái, thường thường có các cái nút này thì em nghĩ là di động nhỉ. Con này thì có giá là khoảng tầm 3 triệu, bảo hành 6 tháng, có dây thuyết minh, có dây nguồn, dây AC, xuất lực của nó cái loa thấp bên dưới này 80W, loa cao này là 40W, chưa chứng tỏ loa bên kia vừa nãy to tí tí mà xuất lực kinh thật, đây là tí tí mà nó xuất được 80W, con này, con này có 40W thôi, bên dưới là 80W, tổng là 120W này, thiết kế nhỉ. Đấy, còn thực tế thì chắc là có thể thấp hơn. Bên này là một cái nữa, con này cũng như thế mà giá rẻ hơn tí, rẻ hơn là khoảng tầm 4,5 triệu, con này giá tầm 2,5 triệu, bảo hành 6 tháng cũng đầy đủ hết, cũng 80W dưới và 24W lên, tổng là 120W thiết kế, có đầy đủ hết. Con này cũ hơn chút nên là giá rẻ hơn tầm 400-500 nghìn. Còn bên này là một con Mackie, con này thì là một đôi của nó, đây đây một cái, đây một cái. Con này thì sản xuất không có năm sản xuất luôn, cũng không có ấy luôn, giá mới thôi, chỉ có cái giá bây giờ là khoảng tầm 4,3 triệu gì đấy, cũng đầy đủ các cái thiết kế và là thuyết minh này, các nguồn AC và có bị xước, hàng cũ thì không thể tránh được. Con này thì không thấy ghi công suất của nó ở đây, con này đời của S8, Mackie S8 này, một đôi đây, xa cho bác nhìn đôi, con này là một đôi. Còn bên này là có một đôi khác của Boehringer này thì như cái tăng lời bên kia là made in của Germany đấy, Đức ấy. Con này thì có mã là Boehringer B2031A này, có giá bây giờ khoảng tầm 4 triệu Việt Nam đồng, 6 thuế, bảo hành 6 tháng, xuất lực của nó là 75W. À, con này xuất lực kém à, nhỏ, hơi nhỏ. Con này thì có cũng đầy đủ ra chất minh cái các nguồn AC và bị xước các thứ, bẩn xước thì hàng cũ không thể tránh được. Đây, đây là bác coi, đôi này có 4 triệu đồng thì cũng khá rẻ, nặng là khoảng tầm, ôi dồi ôi, nặng lắm, nặng lắm các bác, ôi rồi nặng chục cân một cái, nó phải chắc hơn, phải chắc rồi, nặng thế mà công suất thấp thế à, con này có 75W xuất lực, 75W này nó ghi này, xuất và chịu lực à, kém nhờ. Các em thấy loa này vẫn chất nhất, đây con loa này, Evan này vẫn chất nhất, bên dưới là 200W và trên là 80W, kinh, rất kinh khủng. Đây là mấy con em quay cho bác xem tạm mấy con loa như kiểu này là loa di động. Còn đây là mấy cặp loa này thì gọi là loa gì thì cho bác xem này comment giúp em. Thì chưa không em cũng không sành lắm. Sang đây thì có mấy con của thằng đầu đĩa than của Denon. À dạ, con này chất nhỉ, không có cần, không có kim gì luôn nhá. Các cái nút điều khiển ở trên này hết. Đấy, rất đẹp. Trên đồng này mã của nó DNS3700, có giá là tầm hơn 5 triệu cho tới 2019. Có MAV MP3 cũ, có đĩa CD ở đây. Trên này đĩa than này. À, đẹp nhỉ. Còn ở trong góc này thì cũng có con như thế nữa, cũng giá như thế luôn, rất đẹp. Còn đây là con loa gì, toàn giải này là cái gì á, cái này là gì đấy các bác tự xem, bảo em hát nó nhận tanh à, tanh có input 1 input 2 gì đây, cap checker gì đây. Đấy, ok, thì có mấy con như thế em quay cho bác xem tạm. Em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả bác đã ủng hộ kênh và
có những gợi ý để em đi quay video để up lên YouTube cho bác xem. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau.